Người chủ tịch này bị mắc bệnh ung thư cho nên âm thầm để lại hết tài sản cho con trai và con dâu tương lai. Mỗi ngày ông đều đến lúc uống thuốc thì lại lên cơn đau. Không may hôm nay ông đã bị xe giăng nhìn thấy. Gần đây cô thấy chủ tịch rất bất thường cho nên lấy trộm một viên thuốc của ông đi kiểm tra. Cô mang đến hiệu thuốc thì mới biết đây là thuốc chữa bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thuốc này có chức năng giúp giảm cơn đau cấp tốc. Nếu đã phải uống thuốc này thì khả năng vài tháng ông ấy sẽ mất. Nghe được điều ấy cô rất hoảng hốt. Cô muốn nói hết tất cả với Jung Hyo nhưng bị chủ tịch ngăn lại. Ông đã phát hiện ra cô đã biết điều này, vì để con trai không biết ông bị bệnh nên đến cả bệnh viện ông cũng không dám đi. Nhìn Se Young khóc lóc đau khổ, trái tim của ông cũng rất đau. Chú biết là con rất đau khổ, nhưng chú và con trai đã không có hồi ức vui vẻ gì với nhau nên hãy đợi một thời gian nữa rồi nói. Nhưng nếu không kịp thì sao? Sẽ không quá muộn đâu. Se Young không có cách nào từ chối được yêu cầu của chủ tịch cho nên đồng ý với ông là sẽ giấu với anh một thời gian. Vì để tranh thủ thời gian cô thường xuyên kéo cả hai người cùng đi ăn với nhau. Nhưng bệnh tình của ông càng lúc càng cần chăm sóc. Trong lúc đang xông hơi cùng con trai thì lại một lần nữa ông ngất đi. Anh sợ hãi lập tức đưa chủ tịch đến bệnh viện. Lúc này qua lời bác sĩ anh mới biết được bố đã bị ung thư giai đoạn cuối. Cho dù là có chữa trị thành công thì cũng không sống được bao lâu nữa. Se Young và Jung Hyo thực sự sụp đổ rồi liên tục cầu xin chủ tịch hãy mau chữa trị. Thấy không thể giấu được chuyện này nữa nên ông chỉ đành nói. Sau khi nhìn hai người bọn họ kết hôn xong thì sẽ chấp nhận chữa trị. Nghe thấy thế hai người lập tức lên kế hoạch kết hôn. Nhìn thấy con dâu mặc bộ áo cưới xinh đẹp như thế chủ tịch rất hài lòng. Vì thế bọn họ yên tâm ông quyết định đến bệnh viện để chữa trị những bước đầu tiên trước. Nhưng không ngờ tại đây cô lại vô tình gặp được Ye Jin đang làm y tá. Hóa ra trước đó chuyện Ye Jin ở lại cô nhi viện để làm tình nguyện đã bị mẹ cô phát hiện nên cô quyết định đến bệnh viện để làm y tá. Cô đến đây để chăm sóc mọi người và dùng công việc để quên đi bản thân, cũng xem như là để bù đắp những chuyện xấu trước đây cô làm. Nhưng lần này Se Young đã nhìn thấy cô nên đương nhiên là muốn Ye Jin quay trở về cùng với mình. Tôi đã không còn là con gái của mẹ nữa cho nên không cần phải giả vờ chúng ta là chị em nữa. Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống. Mẹ rất lo cho cô đó. Cô không định về nhà sao? Tôi không cần sự đồng tình của cô. Cô nghĩ tôi làm thế này để tìm kiếm sự thương hại sao? Tôi có thể không quan tâm nhưng trước tiên hãy về nhà cùng tôi đã. Buông tôi ra, nếu như cô dám nói với người khác rằng tôi ở đây thì tôi sẽ vĩnh viễn biến mất cho cô xem. Tôi sẽ lại trốn đi. Cho nên là cô cứ chuẩn bị đi. Ye Jin dùng những lời ác độc nhất để đuổi Se Young đi. Nhưng sau khi quay đi cô lại âm thầm khóc. Con ghét bản thân tại sao không thể nói được ra những lời tốt hơn. Cô biết là cô đã sai nhưng lại không thể hạ cái tôi xuống. Trong lúc chăm sóc mọi người thì vô tình cô lại đi đến phòng của chủ tịch. Hai người đều rất ngạc nhiên. Nhưng mà bởi vì là công việc nên cô cũng không từ chối mà chăm sóc ông cũng như những người khác. Nhưng lần này không còn là sự lấy lòng như lần trước. Chỉ là cô xin lỗi ông một cách tử tế. Nhìn thấy cô như thế ông cũng rất kinh ngạc. Em liền tò mò chuyện cô cùng với con trai ông ở cô nhi viện lúc trước. Chúng tôi cùng lớn lên ở trong một cô nhi viện. Đối với tôi người khiến tôi có thể dựa vào đó chính là anh ấy. Tôi làm gì sai anh ấy cũng đều tha thứ cho tôi. Cho nên tôi mới đối xử với anh như thế. Bây giờ nghĩ lại thấy thật có lỗi với anh ấy. Có lẽ bây giờ nó cũng quên rồi. Cho nên Ye Jin cũng quên đi. Cho dù là tất cả mọi người quên nhưng tôi cũng không thể. Đối mặt với chủ tịch khó khăn lắm cô mới nói được ra những lời trong lòng. Đương nhiên cũng có lúc cô đã từng thích Jung Hyo. Nhưng vì sự đố kỵ và tiền bạc đã khiến cô mờ mắt. Nhưng không vì thế có lẽ bây giờ con dâu của chủ tịch đã là cô rồi. Nhưng bây giờ cô cũng đã thay đổi. Cô còn âm thầm đan một chiếc mũ len tặng cho mẹ nuôi. Đúng lúc này mẹ nuôi lại tìm được đến chỗ cô ở. Bà khó khăn lắm mới tìm được đến nơi đây. Ye Jin cũng cầm nước mắt và đuổi bà đi. Đương nhiên cô rất hối hận nhưng cho rằng bản thân không còn tư cách được hạnh phúc nữa. Bà cũng hết cách cho nên chỉ đành bảo Chae Sung đến khuyên cô. Trải qua nhiều chuyện như thế đương nhiên Chae Sung cũng biết tình cảm Ye Jin dành cho mình như thế nào. Sớm anh đã coi cô như em gái của mình. Anh muốn hai người quay lại nhưng Ye Jin không hề tin mà trực tiếp rời đi. Ngày nào ở bệnh viện nhìn thấy chủ tịch ngày càng yếu đi, Se Young cũng âm thầm khóc khiến Ye Jin không khỏi đau lòng. Cũng may là có tin tốt, chỉ cần có người hiến tim cho ông, nếu cuộc phẫu thuật thành công thì tỷ lệ sống rất cao. Cô nghe thấy tin đó thì vô cùng vui mừng và cho rằng nhất định cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Cuộc phẫu thuật bị dừng giữa chừng. Trong lúc phẫu thuật đột nhiên cơ thể của chủ tịch có những triệu chứng xấu cho nên không thể tiếp tục. Ngay sau đó chỉ đành nhường lại tim cho bệnh nhân tiếp theo. Se Young nghe thấy thế liền sợ hãi. Ye Jin lúc này âm thầm ngồi bên cạnh an ủi cô. Lúc này cô đã đưa ra một quyết định. Cô quyết định hiến toàn bộ bộ phận cơ thể của mình. Cô nghĩ rằng người mang tội như cô chắc chắn sẽ không sống được lâu nữa. Nếu đã như thế vậy thì sau khi chết dùng cơ thể của mình để cứu sống những người khác. Vì để đưa Se Young về nên Ye Jin mới quay về nhà lại một lần. Nhưng trong lúc cô đến rồi đi thì bị anh trai và chị dâu ngăn lại. Em định đi đâu chứ, em là em gái của anh. Chúng ta là người nhà mà. Nhưng em đã làm tổn thương người nhà của một người. Bây giờ mà em còn nghĩ thế sao? Đúng rồi đó, em hãy ở cùng mọi người đi. Anh trai và chị dâu ôm lấy cô an ủi. Nhưng đương nhiên cô vẫn muốn rời đi. Nửa đêm cô âm thầm rời khỏi nhà. Nhưng mẹ nuôi đang ngồi ở đó chờ sẵn. Và đương nhiên không thể để cô đi dễ dàng như thế được rồi. Thực sự không nghe lời mẹ nó sao? Con muốn để mẹ đánh con sao? Mẹ cứ coi như con không tồn tại đi. Ye Jin à, mẹ không thể không có con được. Cô gái ác độc này không dễ gì mới quay trở lại làm người tốt thì lại bị một chiếc xe tải đâm trúng. Không dễ gì mới thoát được một mạng thì lại bị một tai nạn khác.
Hóa ra vào tối hôm qua cô chỉ định về nhà thăm mẹ nuôi rồi lại đi. Nhưng không ngờ sau đó lại bị cả nhà cản lại. Cô cuối cùng cũng mềm lòng và quyết định ở lại căn nhà hạnh phúc ấm áp này. Từ đó cô cũng quay trở lại đài truyền hình làm việc. Mặc dù chỉ là một tạp vụ nhưng cô vẫn bị những đồng nghiệp nói xấu đằng sau lưng. Cô cũng đành chịu thôi vì nghĩ rằng đây chính là nghiệp của mình. Nhưng Jung Hyo và Se Young rất vui vẻ và tha thứ cho cô nên cuộc sống ở công ty của cô cũng không đến nỗi quá khó khăn. Che Sung mua một chiếc nhẫn và vẫn muốn hai người quay trở lại với nhau. Bây giờ anh đã thực sự yêu cô rồi và hy vọng Ye Jin có thể tiếp nhận bản thân. Cô âm thầm rơi lệ. Ngoài ra chuyện tình cảm không cần phải cưỡng ép mà nó sẽ tự động đi đến. Tối đó ba mẹ con ngủ cùng nhau, không có sự tranh đấu nào ở đây nữa. Hai chị em còn trêu đùa nhau khiến mẹ rất vui lòng. Cuộc đời có thể có hai đứa con gái xinh đẹp thế này bà không có gì hối hận nữa rồi. Hôm sau là đám cưới của Jung Hyo và Se Young rồi. Ye Jin cả đêm không ngủ được. Cô cho rằng bản thân thức tỉnh quá muộn cho nên cả hai người chưa kịp có ký ức gì đẹp với nhau mà đã phải chia xa. Vừa kịp thân thiết với cô thì cô đã đi lấy chồng rồi. Thực sự là không nỡ. Không phải ngày nào cũng được gặp nhau ở đài truyền hình sao? Chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi. Ye Jin ôm lấy Se Young khóc. Cô thực sự cảm thấy bản thân hối hận quá muộn. Hôm đó tự tay cô chuẩn bị đám cưới cho Se Young. Sau đó còn khen cô là cô dâu đẹp nhất. Cô còn chụp ảnh hai người lại để làm thành ký ức tốt đẹp cuối cùng. Nhưng lúc cô chuẩn bị đi lên lễ đường thì đột nhiên vòng cổ bị đứt. Dự cảm không lành này khiến cả hai người đều hoảng sợ. Ye Jin cúi xuống định nhặt hết những hạt trân châu lên để xỏ lại. Dù sao chiếc hôn lễ này cũng là để cho chủ tịch chứng kiến trước khi mất. Ông cũng sợ rằng bản thân sẽ không kiên trì được đến lúc đó. Ông cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng khi con trai vừa đi bệnh tình của ông đến tái phát, ông run rẩy lấy thuốc ra nhưng còn chưa kịp uống thì đã ngất đi. Jung Hyo nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Cuộc hôn lễ này chắc chắn không được diễn ra như bình thường rồi. Nhưng lúc này Se Young và Ye Jin vẫn chưa nhận được thông báo lễ đã bị dừng thì phía trước đã xuất hiện một chiếc xe tải trực tiếp đâm vào khiến họ ngất đi. Se Young bị đụng đến ngất đi, cũng may Ye Jin tỉnh lại sau đó lập tức đưa cô xuống xe. Sợ rằng sẽ không kịp thời gian cô hành hôn lễ, trong lúc Ye Jin quay lại xe để lấy hoa. Chiếc xe lập tức đâm vào khiến cô bay ra. Hai cuộc đụng độ xe liên tục khiến Ye Jin không thể chịu đựng được. Đầu cô liên tục chảy máu. Lúc này chủ tịch cũng đang được đưa đến phòng cấp cứu nhưng miệng ông vẫn luôn nhắc đến rằng muốn thấy hôn lễ của con trai. Nhưng ông cũng biết bản thân sẽ không qua được hôm nay. Se Young ngồi ở băng ghế. Cô không biết bây giờ phải làm thế nào. Cô tự trách nếu như không phải Ye Jin quay lại giúp mình lấy hoa thì đã không bị xe đụng một lần nữa. Lúc này mẹ nuôi và mọi người chạy đến. Biết được Ye Jin vẫn hôn mê nằm trong phòng cấp cứu khiến mẹ nuôi sợ bị ngất đi. Nhưng lời của bác sĩ càng đáng sợ hơn. Ye Jin đã chết não nên không thể chữa trị được nữa. Bây giờ chỉ có đeo máy thở mới tiếp tục sống được tiếp. Nhưng như thế cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Bác sĩ muốn cả nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Mẹ vừa nghe xong liền tức giận và nói sẽ tìm bệnh viện khác để cứu con gái. Bà làm sao quan tâm để đứa con đã khó khăn lắm mới tìm được này lại rời xa bà một lần nữa. Bà liên tục đứng bên giường bệnh và gọi cô tỉnh dậy. Bà cho rằng là con gái mệt quá nên mới ngủ đi thôi. Anh trai khóc lóc đau khổ đi đến. Hóa ra không lâu trước đó cô đã đăng ký hiến tặng. Cô muốn sau khi chết đi có thể cứu được những người khác. Anh trai muốn làm theo ý của cô. Con là anh trai tại sao lại nói được ra những lời như thế? Im miệng, không được, Ye Jin vẫn chưa chết. Đây là ý của Ye Jin. Ye Jin vẫn chưa chết. Anh à, anh nghĩ rằng Ye Jin đã chết sao? Nếu như theo ý nguyện của Ye Jin thì chúng ta có thể cứu sống 7 người. Ye Jin và 7 người đó có liên quan gì tới nhau chứ? Ye Jin, mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con. Dù có chết mẹ cũng phải cứu con. Ye Jin. Được rồi, tập này đến đây thôi. Mời các bạn bấm theo dõi để không bỏ lỡ tập sau nhé.
cô dám nói với người khác rằng tôi ở đây thì tôi sẽ vĩnh viễn biến mất cho cô xem. Tôi sẽ lại trốn đi, cho nên là cô cứ chuẩn bị đi. Ye-jin dùng những lời ác độc nhất để đuổi Se-young đi. Nhưng sau khi quay đi cô lại âm thầm khóc. Còn ghét bản thân tại sao không thể nói được ra những lời tốt hơn. Cô biết là cô đã sai nhưng lại không thể hạ cái tôi xuống. Trong lúc chăm sóc mọi người thì vô tình cô lại đi đến phòng của chủ tịch. Hai người đều rất ngạc nhiên. Nhưng mà bởi vì là công việc nên cô cũng không từ chối mà chăm sóc ông cũng.